Cô Yến thân chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta học qua một giai đoạn lịch sử mới, đó là giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Bài học đầu tiên chúng ta học trong giai đoạn lịch sử này đó là bài Nước nhà bị chia cắt. Ở hoạt động 1, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của Hiệp định Geneva với 3 câu hỏi. 1. Tại sao có Hiệp định Geneva? Câu số 2. Hiệp định Geneva được ký vào ngày tháng năm nào? Câu 3. Nội dung cơ bản của Hiệp định Geneva là gì? Đây là hình ảnh Hội nghị Geneva. Như các em đã biết, sau thất bại nặng nề ở trận Điện Biên Phủ, thực dân Pháp phải buộc ngồi vào bàn đàm phán với ta để ký Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thứ hai, đây là cầu Hiền Lương và sông Bến Hải, đây là lá cờ đỏ sao vàng và đây chính là phân giới quân sự, phân chia hai miền Nam Bắc. Các bạn quan sát lên lược đồ, đường chỉ màu xanh chính là sông Bến Hải, là vĩ tuyến 17. Từ vĩ tuyến 17 trở lên phía trên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ vĩ tuyến 17 trở xuống phía dưới là Việt Nam Cộng Hòa do Ngô Đình Diệm làm tổng thống và là chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ, theo tinh thần của Hiệp định Geneva. Như vậy, các em đã trả lời được 3 câu hỏi của cô đưa ra rồi đó. Pháp phải ký Hiệp định Geneva vì Pháp thất bại nặng nề ở trận chiến Điện Biên Phủ. Và nội dung của Hiệp định Geneva là, theo Hiệp định Geneva, sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam Bắc. Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc chuyển vào miền Nam. Và đến tháng 7 năm 1956, nhân dân hai miền Nam Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Quốc phòng Tạ Quang Bửu, thay mặt Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ký Hiệp định đình chiến Geneva năm 1954, và người mặc áo trắng là Tổng Thư ký Hội nghị Geneva. Như vậy, nội dung Hiệp định Geneva thể hiện mong ước gì của nhân dân ta và mong ước ấy có thực hiện được hay không các bạn? Và ở bên bờ sông Bến Hải bên cạnh cầu Hiền Lương còn có khẩu hiệu Nam Bắc là một nhà, không một lực lượng nào có thể chia cắt được, thể hiện mong ước Nam Bắc sum họp một nhà. Vậy mong ước ấy liệu có thực hiện được chăng? Và câu trả lời rằng mong ước ấy chưa thực hiện được vì nỗi đau chia cắt, có những người cha, người chồng, người anh phải xa rời những người mẹ, người em, người chị ở chiến trường miền Nam để làm cách mạng. Và đây là hình ảnh ông Ngô Đình Diệm bắt tay với đế quốc Mỹ. Vậy qua hình ảnh này, các bạn có biết được âm mưu của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ là gì không? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Để tìm hiểu âm mưu và hành động của Mỹ Diệm sau Hiệp định Geneva, các bạn hãy trả lời 3 câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, Mỹ có âm mưu gì? Câu hỏi số 2, nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mỹ cố tình phá hoại Hiệp định Geneva. Và câu hỏi số 3, những việc làm của đế quốc Mỹ gây hậu quả gì cho dân tộc ta? Để trả lời được 3 câu hỏi trên, cô mời các bạn kết hợp nội dung sách giáo khoa và quan sát đoạn video clip Vĩ tuyến 17. Pháp ở Đông Dương thì Vĩ tuyến 17 lại mang trên mình một nỗi đau chia cắt
và dân tộc Việt Nam lại phải đi tiếp một chặng đường 21 năm sau đó mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Tuyên bố không bị ràng buộc bởi Hiệp định Geneva, chính quyền Ngô Đình Diệm đứng sau là Mỹ đã phá hủy hiệp định này bằng cách từ chối tổng tuyển cử. Nam Bắc một nhà, khẩu hiệu này dễ dàng nhận thấy ở nhiều làng quê bờ bắc sông Bến Hải, nói lên khát vọng và ý chí thống nhất non sông. Còn ở hai đầu cầu Hiền Lương là những cuộc đấu tranh chính trị bằng loa phóng thanh, rồi cuộc chiến sân cầu, rồi cuộc chạy đua quyết liệt về cột cờ với chiến thắng thuộc về Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với cột cờ cao nhất trong lịch sử tồn tại của khu phi quân sự vĩ tuyến 17. Cột cờ Hiền Lương không có một giờ nào là được vắng bóng cờ, bởi vì nhu cầu lúc đó là yêu cầu nhiệm vụ chính trị là vừa cờ kéo lên vừa kêu gọi cổ vũ cho đồng bào miền Nam có cái lòng tin tưởng để đấu tranh thống để nhân thống nhất nước nhà. Và đối với đồng bào miền Bắc thì đó là một niềm kiêu hãnh tự hào. Anh em ở đồn Hiền Lương cũng như đơn vị tôi thường đặt là đây là một tiếng gọi của Tổ quốc. Lá cờ này hàng ngày vậy gọi là tiếng gọi của Tổ quốc để cho đồng bào miền Nam luôn khát vọng hòa bình. Pháp ở Đông Dương thì vĩ tuyến 17 lại mang trên mình một nỗi đau chia cắt. Và dân tộc Việt Nam lại phải đi tiếp một chặng đường 21 năm sau đó mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Tuyên bố không bị ràng buộc bởi Hiệp định Geneva, chính quyền Ngô Đình Diệm đứng sau là Mỹ đã phá hủy hiệp định này bằng cách từ chối tổng tuyển cử. Nam Bắc một nhà, khẩu hiệu này dễ dàng nhận thấy ở nhiều làng quê bờ bắc sông Bến Hải. Còn ở hai đầu cầu Hiền Lương là những cuộc đấu tranh chính trị bằng loa phóng thanh, rồi cuộc chiến sân cầu, rồi cuộc chạy đua quyết liệt về cột cờ với chiến thắng thuộc về Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với cột cờ cao nhất trong lịch sử tồn tại của khu phi quân sự vĩ tuyến 17. Cột cờ Hiền Lương không có một giờ nào là được vắng bóng cờ, bởi vì nhu cầu lúc đó là yêu cầu nhiệm vụ chính trị là vừa cờ kéo lên vừa kêu gọi cổ vũ cho đồng bào miền Nam có cái lòng tin tưởng để đấu tranh. Và đối với đồng bào miền Bắc thì đó là một niềm kiêu hãnh tự hào. Anh em ở đồn Hiền Lương cũng như đơn vị tôi thường đặt là đây là một tiếng gọi của Tổ quốc. Lá cờ này hàng ngày vậy gọi là tiếng gọi của Tổ quốc để cho đồng bào miền Nam luôn để cho đồng bào miền Nam kết thúc. Về nhà, các em nhớ sưu tầm những hình ảnh liên quan đến sự kiện lịch sử nước nhà bị chia cắt và chuẩn bị xem trước bài sau, đó là bài Bến Tre Đồng Khởi. Cô chào tất cả các bạn.